theo chia sẻ về giao thông tại Hà Nội. Đây là địa điểm phóng viên Tăng Vật Sống có mặt tại nước ta, ngã tư giữa phố Kim Mã với phố Núi Trúc. Đây là một đôi tàu rất quan trọng nằm trên phố Kim Mã với lượng tham giao thông rất là cao, mật độ giao thông rất là nhiều, các phương tiện tham giao thông trên chỉ còn nút giao ngã tư này. Đây bây giờ đã là 6:30 chiều, tức 18:30. Trời đã bắt đầu tối và các xung quanh hai bên đường thì các bóng đèn điện đã được bật lên. Các bạn thấy phố Kim Mã với phố Lý Trúc, mật độ tham giao thông rất là cao. Phố Kim Mã là một tuyến phố rất quan trọng nối giữa phố Trần Phú, bến xe Kim Mã với phố Nguyễn Chí Thanh, cái nút giao phố Nguyễn Chí Thanh. Đây là một tuyến phố với làn đường, đường có 2 làn đường và mỗi làn đường thì gồm có 3 làn xe tham gia giao thông. Đây là một tuyến phố giao thông cũng khá là thuận lợi và quan trọng tại thủ đô Hà Nội. Mật độ phương tiện giao thông tham gia thì là rất là cao. Xin cảm ơn chúng ta đã theo dõi video về những hình ảnh giao thông trên đường phố Kim Mã và nút giao giữa phố Kim Mã với phố Núi Trúc, một trong những nút giao thông rất là quan trọng tại thủ đô Hà Nội với mật độ giao thông rất là cao và vẻ đẹp của đường phố Hà Nội về đêm. Xin chân thành cảm ơn chúng ta đã theo dõi video và hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.